Hey Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và trong video này đó, chúng ta đương nhiên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình của thị trường. Các bạn có thể nhìn thấy được là cả ba chỉ số chứng khoán ngày hôm nay đó đều là một màu xanh. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta nhìn vào hợp đồng futures hiện bây giờ nó đang đỏ một chút. Thì chúng ta sẽ nhìn xem coi hôm nay có những tin tức gì và tình hình thị trường bây giờ ra sao. Cũng như chúng ta sẽ nói tới một cái đề tài mà hay là không quá lạ với những bạn đã theo dõi kênh nhiều năm. Mỗi lần mà chúng ta có một cái sự kiện gì lớn xảy ra hay là có một cái sự lo lắng bao trùm thị trường, thì một câu hỏi mà được hỏi liên tục đó chính là Bitcoin có vai trò gì các bạn? Bitcoin có phải là một tài sản lưu trữ giá trị hay là không? Cho dù chúng ta nói tới cái thời điểm lo lắng về suy thoái đây chính như là bây giờ hay là lo lắng về lạm phát hay là lo lắng về tình hình của những ngân hàng sụp đổ vào năm 2023 hay là liên quan đến lo lắng về dịch bệnh. Và các bạn cũng đã nghe Thuận trả lời về câu hỏi này đã rất nhiều lần rồi. Ngày hôm nay đó Thuận sẽ chia sẻ một số những cái clip ngắn với các bạn. Đây là những cái người được mời lên trên những đài truyền hình lớn để mà phỏng vấn và câu hỏi này đã được đặt ra thì họ trả lời như thế nào. Và chúng ta đương nhiên sẽ nói tới tình hình của ETFs và một số những tin tức nổi bật khác. Nhưng mà trước hết sau một ngày tơi tả đó thì chứng khoán Hoa Kỳ cũng đã có một cái sự hồi phục các bạn chỉ số Nasdaq đó đã tăng trở lại là 1.03%, chỉ số S&P 500 đó thì tăng trở lại là 1.04% và Dow Jones đã tăng trở lại là 0.76%. Chúng ta nhìn thấy được là crypto ra thì cũng đã có một cái sự hồi phục. Chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin ngày hôm nay đó chủ yếu là mức là 56.000 đô. Hồi sáng này đã có nhiều lúc chạm 57.000 đô các bạn. Nói chung cũng đã có một cái sự hồi phục rồi. Như thưa đã chia sẻ trong video ngày hôm qua, nếu như các bạn xem cái video trước đó rồi các bạn đi ngủ và không quan tâm đến thị trường này, các bạn xem video ngày hôm qua thì các bạn không những là không thấy giá giảm mà còn thấy giá tăng thì các bạn nói chung đó cái sự kiện chúng ta chứng kiến bán tháo xảy ra rất là nhanh nhưng mà cái câu hỏi đặt ra bây giờ là cái đợt bán tháo này đã hết hay là chưa các bạn và đó là câu hỏi nghìn tỷ đô la đó các bạn tại vì hiện bây giờ rất nhiều người đi tìm câu trả lời và các bạn có thể nhìn thấy được là hôm qua có đợt bán tháo mạnh và hai ngày trước đó nghĩa là ngày thứ năm và thứ sáu tuần vừa rồi thì cũng có đợt bán tháo mạnh và nhiều người hôm qua đó cũng đã thấy đây có thể là một cơ hội tốt để có thể là thu mua cho nên chúng ta mới thấy ngày hôm nay đã có một cái sự phục trong thị trường chứng khoán nhưng mà nhìn vào hợp đồng của futures thì thay đổi liên tục các bạn hồi nãy đó thì cả ba đều đỏ bây giờ đây thì cả ba đều xanh nhẹ tại vì mọi người cũng đang đi tìm câu trả lời là đợt bán tháo này đã xong hay là chưa và đương nhiên không ai có thể trả lời được cho các bạn tại vì không ai biết được tương lai và nói thật tại sao mà chúng ta chứng kiến cái đợt bán tháo đó mọi người cũng chưa có rõ nguyên nhân đâu tôi đã chia sẻ nhiều trong video ngày hôm qua rồi khi các bạn nghe nhiều người chia sẻ đó thì hầu như mỗi người có một góc nhìn khác nhau các bạn có người nói là tại vì liên quan đến cái sự lo lắng về suy thoái tài chính liên quan đến Fed về lãi suất quá cao liên quan đến cái sự kiện ở Nhật Bản về việc là họ tăng lãi suất dẫn đến cái việc giải phóng những cái yen carry trade ở Nhật Bản mà Thuần cũng đã chia sẻ trong video ngày hôm qua với các bạn mỗi người đều có một cái suy nghĩ khác nhau có thể là không một yếu tố nào riêng lẻ mà có một cái sự lo lắng chung về nhiều yếu tố cũng có thể các bạn nói chung đó là chúng ta vẫn chưa hoàn toàn rõ như đã xảy ra trong vòng ba cái ngày giao dịch vừa qua thứ sáu thứ năm và ngày hôm qua tại Hoa Kỳ đầu tuần ngày thứ hai chúng ta chỉ biết là có một cái đợt bán tháo đến rất là nhanh các bạn và khiến cho phần lớn tài sản giảm giá rất là nhiều trong đó chúng ta có luôn cả crypto vàng là cái tài sản giữ được cái mức giá tốt nhất trong cái đợt hoảng loạn này các bạn các bạn cũng đã thấy được là vàng đã, tuy cũng đã giảm nhưng mà không có nhiều vàng tuần trước đó là khoảng 2.500 mấy đô cho mà ounce vàng thì hôm nay đã giảm xuống chỉ còn có 2.423 mà thôi nhưng mà cái mức này đó cũng gần cái đỉnh rồi các bạn nhưng mà đây là một trong những cái đợt mà vàng giữ được tại vì chúng ta trở về năm 2020 khi mà dịch bệnh xảy ra đó thì tất cả tài sản trong đó có cả vàng cũng bị bán tháo luôn các bạn thì tại sao mà chúng ta thấy là tất cả tài sản giảm ngày hôm qua mà vàng cũng giảm một chút lý do là tại vì có thể là nhiều người đó họ phải bán vàng để họ có thể bù đắp cái khoản lỗ trong chứng khoán đó là một cái sự chia sẻ đến từ một công ty mà đầu tư vàng còn về hợp đồng của dầu đó thì không có lý do gì tăng hiện bây giờ hết các bạn nếu như mà mọi người thật sự lo lắng về suy thoái tài chính thì dầu đó sẽ mức thấp và các bạn thấy được là dầu bây giờ mức là 73 đô 5 cent cũng như cũng là thấp trong thời gian 1 năm qua rồi các bạn vẫn dưới 80 đô. Bitcoin đó thì thuận vừa chia sẻ hiện bây giờ mức là 56.126 đô cũng đã có một cái sự phục lại đương nhiên là chúng ta vẫn chưa trở về cái mức giá khoảng chừng là 60.000 nhưng mà từ cái mức đấy đó là 49.000 đô thì trong vòng một ngày chúng ta cũng đã di chuyển trở lên tới mức là 56.100 đô hiện tại và cả trên crypto đó thì các bạn nhìn thấy được là cái vốn hóa cũng đã tăng 0.5% ngày hôm nay vẫn hơn 2.000 tỷ nhìn chung đó thì chúng ta nhìn thấy là thị trường crypto chúng ta hôm nay đã có xanh có đỏ nhưng mà chúng ta cũng thấy ít ra phần cũng là màu xanh hiện bây giờ cho những cái đồng altcoins còn về tình hình chung đó thì cái kỳ vọng vẫn là fed giảm lãi suất các bạn tuy là bây giờ đó cái kỳ vọng có một đợt giảm lãi suất khẩn cấp đó đã không còn cao nữa nhưng mà bây giờ kỳ vọng đó vẫn là tháng 9 fed sẽ giảm lãi suất và phải giảm là 0.5% đó chính là cái kỳ vọng của thị trường hiện bây giờ và chúng ta cũng nhìn thấy được là ngày hôm nay có một sự hồi phục thì có thể là tại vì chúng ta thấy có đợt bán tháo trong vòng mấy ngày qua trên thị trường chứng khoán và chúng ta cũng biết là có rất nhiều tiền mặt chờ sẵn trên thị trường chứng khoán các bạn ở nhiều dạng giống như là nó ở trong những cái quỹ money market, những quỹ này thì có quỹ mà nhiều người hiểu đơn giản giống như chúng ta dùng từ ngữ trong thị trường crypto này là những cái quỹ stable coin đó các bạn có thể thấy được là mỗi cổ phiếu đã đại diện cho một đô la và các bạn đầu tư vào đó đó thì cũng có một chút lợi nhuận các bạn tại vì họ sẽ dùng tiền đó để mà mua công trái phiếu nhưng mà không có nhiều chủ yếu người ta sử dụng cái quỹ đó là cái nơi để mà họ để tiền mà thôi để có thể nhanh chóng đi thu mua những chứng khoán tại vì khi các bạn rút về ngân hàng rồi thì sẽ tốn thời gian để các bạn có thể đưa ngược trở vào và phải đưa theo cái số ấn định các bạn không thể gỡ bao nhiêu cũng được nhưng mà khi các bạn có sẵn tiền trong money market thì có thể di chuyển 1 tỷ 2 tỷ cũng được luôn các bạn cho nên nhiều tiền nó nằm trong những quỹ đó và mỗi lần mà có cái sự khủng hoảng đó thì sẽ có người thấy được cơ hội và họ sẽ dùng một số tiền đó để mà đi thu mua và có thể chúng ta đang chứng kiến cái sự kiện đó ngày hôm nay cũng như là rất nhiều tiền nằm ở trong những cái trái phiếu của Hoa Kỳ các bạn và ước tính là lên tới 6.1 nghìn tỷ và đây cũng là điều mà Thuận đã từng chia sẻ rất nhiều lần với các bạn những lúc mà tối tâm nhất những lúc mà nhiều người lo lắng nhất đó, thì câu hỏi là tiền ở đâu mà ra mà mua tài sản khi mà người ta thất nghiệp khi mà những công ty sa thải nhân viên vân vân và thường đã từng chia sẻ nhiều lần rồi tiền đó có rất là nhiều các bạn tiền ở khắp mọi nơi tiền in là có phép muốn bao nhiêu cũng được và chúng ta nhìn thấy được là tiền đó nằm trong túi người giàu tiền nằm trong những cái quỹ money market rất nhiều tiền lúc nào cũng có sẵn hết câu hỏi là họ có muốn sử dụng tiền đó để mà mua hay là không và chúng ta có thấy được là hôm nay đã, đã có cái số lượng tiền không hề nhỏ chúng ta nhìn thấy được là dựa trên thống kê đó thì ngày hôm qua những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bán tháo 1 tỷ đô la cổ phiếu, có nghĩa là nếu chúng ta tính mức trung bình thì bán tháo rất là kinh khủng các bạn, 2.5 độ lệch chuẩn so với mức trung bình 12 tháng vừa qua, hiểu đơn giản là bán tháo rất là nhiều, nhưng mà những các tổ chức đầu tư đó thì họ thu mua vào 14 tỷ đô la, cao hơn 2.9% độ lệch chuẩn so với mức trung bình 12 tháng qua, có nghĩa là những nhà đầu tư nhỏ lẻ đó họ bán tháo kinh khủng, những nhà đầu tư lớn đó những tổ chức đầu tư thì họ cũng mua cái mức độ cũng kinh khủng không kém các bạn và họ mua cái số lượng lớn hơn gấp 14 lần so với cái số bán ra từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì một câu hỏi thường thấy đó khi mà đăng thông tin này đó chính là nếu chúng ta so sánh thì những nhà đầu nhận lệ bán 1 tỷ đô la thì 14 tỷ cao hơn 14 lần thì ai bán cho những tổ chức đầu tư thì họ có thể mua trên sàn OTC, họ có thể mua từ những broker các bạn, những công ty trung gian họ có thể mua từ những cá voi khác ở trong thị trường chứng khoán hay là họ có thể mua trực tiếp từ những công ty. Nói chung đó là những tổ chức đầu tư dựa thời JP Morgan đã mua vào tổng cộng là 14 tỷ đô la và ngay cả crypto cũng vậy các bạn crypto đó thì câu hỏi cũng là tiền từ đâu mà có để mà thu mua crypto những lúc mà tối tâm nhất đó, đó, là cái câu hỏi chúng ta thường thấy và tiền đó, lúc nào cũng có sẵn hết các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng vốn hóa của những cái stablecoin các bạn nhìn thấy được là tính riêng về Tether đó đã là 114 tỷ rồi chúng ta tính thêm USDC nữa là 34 tỷ các bạn và họ cứ liên tục in ra và in ra đó là một cái dấu hiệu cho thấy là có nhu cầu tham gia vào thị trường này các bạn cho nên mới có nhu cầu có thêm những stable coin, miễn là Tether và Circle tiếp tục in thì thường không có lo lắng nhiều hiện bây giờ Chỉ khi nào mà các bạn thấy họ ngưng in một thời gian dài đó chúng ta mới bắt đầu lo lắng mà thôi Nhưng mà nào muốn hiểu tại sao đó thì dễ thôi các bạn có thể lên trên những trang web như là CoinGecko Các bạn bấm vào giả sử như Tether đi Và các bạn bây giờ hãy bấm vào để xem market cap của Tether Thì khi mà các bạn so sánh trong vòng mấy năm qua đó các bạn sẽ dễ dàng thấy được những lúc mà thị trường tơi tả rơi vào mùa đông crypto là những lúc nào các bạn chúng ta trở về năm 2018 19 đi những lúc mà chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa đổi đó không thay đổi nó ở nguyên một chỗ và chúng ta nhìn thấy được là năm 2022 cũng như vậy thậm chí đó vốn hóa đổi còn giảm có nghĩa là người ta trả những stablecoin để mà lấy tiền chứ họ không muốn giữ stablecoin nữa đó là những cái lúc mà chúng ta thấy thị trường tơi tả những lúc mà chúng ta thấy là Tether in nhiều tiền đó Thì chúng ta được là thị trường rất là tốt Cho nên khi nào mà Tether không in tiền một thời gian dài Cái đó chúng ta mới bắt đầu lo lắng Và ngày hôm nay đây chúng ta cũng thấy được là công ty Circle Đã in thêm tổng cộng là 250 triệu USDC Còn Tether đó cái tay thường nhớ là khoảng 2 tuần cũng in 1 tỷ đô la rồi Nhưng mà câu hỏi bây giờ là cái đợt hồi giá này Là mọi người đã không còn hoảng loạn nữa Cho nên họ không bán Những người cần bán đã bán hết rồi có nghĩa là chúng ta đã chấm dứt đợt hoảng loạn này rồi cho đến khi nào chúng ta có thêm thông tin giống như là chúng ta nói tới những chỉ số như là phần trăm thất nghiệp hay là phần trăm lạm phát CPI thì mới tính tiếp hay là ngày hôm nay chúng ta thấy giá cả tăng tại vì có nhiều người đó họ thấy có cái sự giảm giá là cơ hội để họ thu mua đây là hai câu hỏi khác nhau và nếu như mà cái sự hoảng loạn vẫn chưa hết đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục thấy có lực bán trên thị trường lướt những mạng xã hội đó thì nhìn chung hôm nay đó cảm thấy được là mọi người cũng đã calm hơn các bạn cũng đã yên bình hơn không còn hoảng loạn giống như là ngày hôm qua nữa thì ít ra tôi nghĩ là chúng ta phải đợi tới cái thông tin tài chính kế tiếp giống như chúng ta nói tới phần trăm lạm phát hay là chúng ta nói tới phần trăm thất nghiệp thì thị trường mới phản ứng tiếp tục tại vì từ đây cho đến giữa tháng 9 chúng ta mới có cuộc họp của Fed các bạn một khoảng thời gian đó là hơn một tháng và trong cái thời điểm như này là một tháng là thời gian rất là dài và còn thêm một cái thông tin nữa các bạn đó chính là thông tin liên quan tới bộ tài chính Hoa Kỳ họ đã thông báo về chương trình mua lại trái phiếu trị giá 50 tỷ đô la và bao gồm là họ sẽ mua lại 8,5 tỷ đô la trái phiếu vào tháng 8, họ sẽ mua lại 31,5 tỷ đô la trái phiếu vào tháng 9 và mua lại 10 tỷ đô la trái phiếu vào tháng 10 thì mua lại là gì các bạn? Các bạn cũng đã biết là khi mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ bán trái phiếu là họ sẽ lấy tiền nhà đầu tư và họ sẽ đưa giấy nợ cho nhà đầu tư đó. Khi mà mua lại có nghĩa là họ sẽ đưa tiền cho nhà đầu tư đó và họ sẽ lấy lại trái phiếu lên để, để giấy nợ. Thì đây cũng là một cái động thái nhiều người cho là tốt, cũng là bơm tiền vào trong thị trường. Mặc dù là mua lại trái phiếu có liên quan tới việc bơm tiền vào nền kinh tế. Tại vì giả sử như các bạn là một công ty đi thì các bạn đang lưu trữ công trái phiếu Hoa Kỳ các bạn có thể đưa lại cái phiếu đó và lấy tiền mặt thì cũng là một cách để kích thích nền kinh tế các bạn nhưng mà nó không giống như là việc phép in tiền đâu mục đích của chương trình mua lại là cung cấp thêm thanh khoản và tạo cơ hội cho những cái nhà đầu tư bán lại các trái phiếu cho bộ tài chính đây là những trái phiếu cũ hơn có lãi suất thấp hơn và kém thanh khoản. Cái chương trình này đó nhằm giải quyết những lo ngại về nguy cơ suy thoái bằng cách cho phép các nhà đầu tư trả lại trái phiếu của họ, tránh việc phải bán với giá thấp ở trên thị trường. Thì nghĩa là gì các bạn? Các bạn trở về hồi tháng 3 của năm ngoái đi. Lúc đó chúng ta cũng đã biết là rất nhiều ngân hàng nhỏ của Hoa Kỳ đó đã, đã gặp vấn đề và nhất những ngân hàng như là chúng ta nói tới SVB đó thì cũng đã phá sản tại vì họ lưu trữ quá nhiều công trái phiếu. Lúc bình thường không vấn đề gì các bạn, khi mà mọi người cần tiền đó họ tới rút tiền thì sẽ không có đủ tiền cho mọi người rút các bạn tại vì cái số tiền đó đã được dùng để mà cho vay hay là đi mua công trái phiếu rồi thì để trả tiền cho những người đến rút đó họ phải bán công trái phiếu của bạn khi đã cho vay họ đâu có thể nào mà nhanh chóng rút cái số tiền cho vay lại được họ chỉ có thể là bán công trái phiếu mà thôi nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là công trái phiếu có cái sự tương quan ngược chúng ta nói tới là lãi suất công trái phiếu và giá công trái phiếu đó là tương quan ngược với nhau tương quan âm có nghĩa là khi mà lãi suất tăng thì giá của trái phiếu sẽ giảm và ngược lại khi mà giá trái phiếu tăng đó, thì lãi suất sẽ giảm hiểu đơn giản hơn là nếu như các bạn đang cầm trong tay một cái giấy nợ một cái trái phiếu hoa kỳ mà có lãi suất là ba phần trăm mà bây giờ đó những trái phiếu mới được bán ra với lãi suất là năm phần trăm thì sẽ không ai bỏ tiền đi mua trái phiếu của các bạn đang lưu trữ chỉ mức là ba phần trăm mà các bạn phải giảm giá trái phiếu xuống người ta mới thay hứng thú đi mà mua chứ nếu không họ mua những trái phiếu mới có cái lãi suất cao hơn vì lý do đó nếu như mà những người bây giờ mà họ đang lưu trữ những cái trái phiếu cũ phát hành trên đây vài năm đó thì cái lãi suất đó rất là thấp và nếu như chúng ta thấy có cái sự lo lắng về suy thoái tài chính mà những công ty này họ cần tiền mặt thì họ sẽ bán trái phiếu mà bây giờ họ bán ra sẽ bị lỗ các bạn tại vì trái phiếu bây giờ trên thị trường lãi suất nó cao hơn vì lý do đó chúng ta nhìn thấy được là bộ tài chính cũng đã có cái chương trình này để cho những công ty nào mà họ muốn giải quyết cái tính thanh khoản đó họ có thể trả lại những công trái phiếu đó và lấy tiền của mình mà không cần phải bán trên thị thị trường với cái giá thấp hơn đó là một cái động thái để mà hỗ trợ thị trường các bạn và để hạn chế khả năng suy thoái thị trường xem động thái này là một cái động thái tốt ít ra trong thị ngắn hạn lý do tại sao mà chính phủ hoa kỳ cũng như là nhiều chính phủ khác đó họ có nợ công rất là nhiều tại vì họ chi tiêu nhiều hơn là thu thuế vào và nếu như là họ đang nợ bây giờ thì tiền đâu mà họ có để mà mua lại những công trái phiếu này thì câu trả lời là họ sẽ phải phát hành những công trái phiếu mới các bạn cho nên đây chỉ là một cái động thái để mà giải dây trong thời gian ngắn hạn mà thôi chứ còn dài hạn đó, thì lại thêm nợ và thêm nợ nữa các bạn đó là cái kết quả mà không thể tránh được và tiền sẽ ngày càng mất giá đây là cái tuyến đường mà đã được định sẵn rồi các bạn không thể nào khác hơn nữa cho nên đó là lý do tại sao chúng ta đầu tư và lưu trữ tài sản và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn xem và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay là một nền tảng giao dịch tài chính với hơn 10 triệu khách hàng đến từ 190 quốc gia khác nhau. Hôm nay đó XM mang đến cho những đối tác là IB của xem là một chương trình hấp dẫn giúp cho bạn có những cái bước gia tăng thu nhập. Cụ thể đó là khi tham gia chương trình giới thiệu liên kết trở thành IB, bạn sẽ được lựa chọn một trong hai phương thức khuyến mãi hấp dẫn như sau. Thứ nhất là nhận tiền mặt sau khi mà đạt đủ điều kiện về mức thưởng lên tới 100 đô la. Đặc biệt hơn đó là khi mà chọn khuyến mãi này, bạn được XM tặng trước 2,5 lot và hai khách hàng mới. Điều này đồng nghĩa với việc là để nhận cái mức đầu tiên lên đến 25 đô thì bạn chỉ cần giới thiệu thêm hai khách hàng mới và 2,5 lot nữa mà thôi phần thưởng nó sẽ ngày càng giá trị khi bạn mang về càng nhiều lot và khách hàng mới. Thứ hai là thăng hạng hoa hồng đối tác và để có thể thành công nâng hạng mỗi đối tác IB chỉ cần mang về một khách hàng mới, nạp tiền vào tài khoản và giao dịch đủ một lot tiêu chuẩn tiền tệ vàng hay là bạc. Đối với những IB muốn xây dựng một cộng đồng lớn và muốn nhận được nhiều ưu đãi hơn. Chương trình khuyến mãi này là một cái sự lựa chọn lý tưởng. Theo thứ hạng nâng cấp dần, bạn sẽ được các khoản thưởng, quà tặng đặc biệt và các chương trình khuyến mãi độc quyền khác. Giới thiệu liên kết sẽ trở thành IP là chương trình khuyến mãi sẽ chỉ diễn ra một tháng kể từ ngày 1 tháng 8 tới ngày 30 tháng 8. Nên hãy nhanh tay chọn cho mình một chiến lược giới thiệu và nhận ngay khuyến mãi của chương trình giới thiệu liên kết của XM và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay cũng như thường lệ những cái thông tin chi tiết dành cho những người nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm nên làm bên dưới cái video này chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay và bây giờ đã Thuận sẽ chia sẻ một số những cái clip thú vị ngày hôm nay Hôm nay đã có rất nhiều người được mời lên để mà phỏng vấn Đương nhiên họ sẽ hỏi về tình hình thị trường hiện bây giờ Họ hỏi về cái cảm nhận của người đó về Bitcoin như thế nào Và cũng có rất nhiều clip thú vị Để Thuận chia sẻ clip đầu tiên Chúng ta thấy được là Jim Cramer thì vẫn đang bi quan về Bitcoin Có thể đây là lý do tại sao chúng ta thấy có cái sự học phục nhanh <laughs> cho giá của Bitcoin các bạn Các bạn hãy nhớ là khi mà ông bắt đầu bi quan ngày hôm qua đó Thì giá đã từ 49.000 đô Và bây giờ đã tăng thẳng tới 56.000 đô Và tới ngày hôm nay đó ông vẫn còn bi quan các bạn và ông nói là mọi người nên sở hữu 10% tài sản bằng vàng. Để đồng chia sẻ cái clip này rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Bitcoin was supposed to be yeah, a, uh, to be not as good yeah, as a, store of, a store of value. As thank gold. you. Yeah, would be safe in Bitcoin would, would said have been the thought that more. perhaps John book? That, is not, that is not the case. Well, it just turns out that gold It's I, connected I had a Nico eagle on this week. You had you a who to what? eagle eagle is, eagle is a big gold company oh yes and what it comes out is is that their stock has been a total winner and they're very adamant that when things go bad yep. crypto will go bad with it but gold won't because we've only found about 1% more gold each year there's just not a lot of gold to be found and a lot of it's in high cost places so gold is maintaining its value

nhưng mà nó giận thôi chứ điều thú vị đó là ông nói là mọi người nên có 10% tài sản ở trong bàn thùng cảm thấy cái đó cũng không phải phù hợp với tất cả mọi người đâu nhưng mà điều uh, mắc cười đó là ông nói là nếu như muốn mua cái số lượng vàng lớn đó thì uh, rất là khó mua nhất là đi mua những nơi như là siêu thị Costco tôi không nghĩ là những người mà họ thực sự là nghiêm túc về đầu tư về vàng đó thì họ sẽ vào siêu Costco để mà mua vàng lưu trữ đó các bạn họ có thể đi đến những nơi mà chuyên về bán vàng và họ mua bao nhiêu cũng có hết <laughs> chứ không phải là dù siêu thị Costco <laughs> Nhiều khi đó, thường cảm thấy là Jim Cameron có thể cũng có tuổi rồi Những cái ông nói đó nó cũng mắc cười thiệt Nhưng mà nhiều khi thường cảm thấy ông cũng không biết ông đang nói gì <laughs> Các bạn thấy được là cái người mà đối diện với ông đó, Thường hay ngồi kế ông trên những cái chương trình như thế này Nên nhiều khi cũng không biết là ông đang nói gì luôn các bạn <laughs> Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái clip khác đi các bạn Đây là một cái clip phỏng vấn Ở trên đài Fox Business News Và người mà họ phỏng vấn đó chính là Natalie Brunel Đây là một trong những người mà có một cái podcast liên quan đến Bitcoin các bạn và đương nhiên Nari Brunel là một trong những người mà thường hay lên những đài truyền hình và rất là bullish về tương lai và có sự tin tưởng tuyệt đối vào Bitcoin và cái câu hỏi thường cảm thấy được là câu hỏi thì cũng là một câu hỏi hợp lý trong thời điểm như thế này đó, thì Bitcoin đóng vai trò gì có phải thực sự là tài sản lưu trữ giá trị vàng điện tử hay là không và để thường chia sẻ clip này chúng ta sẽ nói tiếp Um, so the the comeback in 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 Bitcoin and, and Ethereum and some of these others is indicative of, of maybe something that might have more staying power, but it's only a day. Uh, let's go to Natalie, uh, Natalie Brunell. Uh, she is the Coin Stores podcast host. Natalie, um, should I believe today or yesterday when it comes to some of these crypto plays? Hi, Neil. Great to see you. Well, you know. Bitcoin, it's a great day to buy every day. And there's a saying I think of during times of panic, and that is a genius is the man who can do the average thing when everyone else around him is losing his mind. And the genius thing is just a dollar cost average into Bitcoin, ignore the noise. Bitcoin was $25,000 last August. So zoom out and remember that markets go up, but they can also come back down, and the corrections are really great buying opportunities. Now, um, given the market volatility, I thought I would have seen you know uh, the Bitcoin and some of these other plays hold their own as an alternative. Gold typically has been the hedge of late. It's down a little bit today, but it's in and out of these all-time highs of close to twenty-five hundred dollars the ounce. Is it a battle between gold and Bitcoin and some of these others? Well, I think Bitcoin improves upon the properties of gold. And Bitcoin is really digital capital. You can trade it at the speed of light globally 24 7 without permission from any intermediary. So when people want to express sentiment on market shifts or geopolitical risks overnight or on a weekend, there are very few things that they can sell instantly. And so think about what that says wow. about our 21st century system, Neil. And I credit Michael Saylor for pointing this out too. We are interconnected through digital technology, and yet we're crawling on 20th century rails and schedules when it comes to moving capital securities trade monday through friday 9:30 to 4 so 135 hours of the week you can't move capital Everything is slow and expensive, and you have to get permission from your bank, which has to get permission from the central bank in what's ultimately an over leveraged, over financialized, under capitalized system. And so, while many people don't understand right. this yet, Bitcoin is digital capital, and its volatility in times of panic is actually a feature, not a bug. It shows how liquid and reliable it is. Well, you're quite right about that. You can trade it 24 7. Đó là cái sự chia sẻ đến từ Nanali Brunel các bạn. Bitcoin là tài sản kỹ thuật số và tính biến động của nó trong thời kỳ hoảng loạn khi mà các thị trường khác đóng cửa thực sự là một tính năng không phải là một lỗi nó cho thấy tính thanh khoản và độ tin cậy cao như thế nào. Thùng sẽ chia sẻ thêm vài clip với các bạn là chúng ta sẽ nói thêm tại vì thường cũng có vài điều muốn chia sẻ. Chúng ta có thể thấy được là càng nhìn vào quá khứ thì càng thấy tương lai mỗi lần mà có một cái đợt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán đó và bitcoin giảm theo thì lại có câu hỏi là liệu bitcoin có phải là tài sản lưu trữ giá trị hay là không? Sau đó một thời gian đó, giá tăng trở lại thì mọi người lại nói là, ờ à, thì ra bitcoin đúng là tài sản lưu trữ giá trị. Nhưng rồi đã tới sự kiện kế tiếp thì lại đặt câu hỏi tương tự. Các bạn thấy được là có rất nhiều những bài viết đó năm này qua năm nọ nó cũng như vậy giống như là cái bài viết này vào năm 2019 đến từ Forbes các bạn thì bài này nó cũng tương tự hỏi cái câu hỏi là Bitcoin có phải như là vàng hay là không vào tháng 3 năm 2020 thì các bạn có thể nhìn thấy được là những cái tựa đề giống như là ngày 10 tháng 12 năm 2019 lúc đó đó lo ngại về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì tạp chí Forbes đã có bài viết là Bitcoin có phải là tài sản lưu trữ giá trị tốt hơn vàng hay là không và không chỉ là tạp chí Forbes các bạn lúc đó đã có nhiều bài viết tương tự và ngày 16 tháng 3 năm 2020 đó là cái thời điểm mà lo ngại về đại dịch thì tạp chí Forbes nói là Bitcoin không giống như vàng và họ cũng phân tích tại sao và rồi sau đó như nào các bạn sau đó giá bitcoin lại tăng và còn mạnh hơn các bạn nữa ngày 27 tháng 3 năm 2023 lúc mà lo ngại sụp đổ ngân hàng ở Hoa Kỳ đó thì Coindesk có bài viết đánh giá Bitcoin như một tài sản lưu trữ giá trị. Ngày 5 tháng 8 năm 2024 thì là có bài viết từ CoinDesk. Đó chính là ngày hôm nay này các bạn. Và đương nhiên cái sự lo ngại bây giờ là suy thoái kinh tế. Thì bài viết ngày hôm nay của CoinDesk là Bitcoin vẫn là tài sản lưu trữ giá trị chứ. Đây chỉ là bốn cái ví dụ mà thuận dễ dàng Google được thôi các bạn. Các bạn đi dễ dàng Google và tìm những bài viết tương tự trong những cái thời điểm này. Câu hỏi Bitcoin có phải là vàng điện tử tài sản lưu trữ giá trị hay không được hỏi đã rất nhiều lần rồi và sau đó một thời gian thì mọi người đã nhận ra đúng là một tài sản lưu trữ giá trị nhưng mà mọi người lại nhanh chóng mà quên các bạn và tại sao lại hỏi nhiều lần như vậy thì tại vì đó trong ngắn hạn sẽ có những người họ xem Bitcoin như là một cổ phiếu công nghệ và sẽ bán khi mà hoảng loạn các bạn nhưng mà trong dài hạn đó thì sẽ có những người coi Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị và sẽ tiếp tục mua vào giống như thuận mà nhiều bạn dẫn đến sự tăng trưởng lâu dài và chúng ta thấy được là Bitcoin đã đối thuận là nó đang di chuyển từ một cái tài sản đầu tư ngắn hạn một cái tài sản đầu cơ từ từ chuyển qua thành một tài sản lưu trữ giá trị nhưng mà bây giờ đó khi các bạn hỏi 10 người thì 10 người sẽ có cái suy nghĩ khác nhau về Bitcoin là gì các bạn Chính vì Bitcoin bây giờ vẫn còn quá mới Nó chưa có thống nhất cho nên chúng ta mới thấy được Là có những cái sự phản ứng giá nó không được logic Có khi đó thì Bitcoin đi cùng xu hướng với lại chứng khoán, có khi Bitcoin đi cùng xu hướng với lại vàng, tùy theo là thời điểm, tùy theo là tình hình lúc đó như thế nào. Cho nên chúng ta thấy được là thị trường bây giờ vẫn chưa có nhất quán về Bitcoin là gì. Đó không phải là vấn đề các bạn, đó thật sự đó là một cái cơ hội đối thuận chứ nếu như mà mọi người đều tin Bitcoin là gì đó thì lúc đó chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Cho nên nhìn vào những gì đang xảy ra đó thì khi xưa mỗi ai mà nói gì về Bitcoin đã Thường cảm thấy khó chịu các bạn Nhưng bây giờ Thường cảm thấy được là cũng không vấn đề gì Cũng chính vì bây giờ vẫn có nhiều người không có tin Cho nên Thuận vẫn tin là Bitcoin còn cơ hội các bạn Chứ nếu như mà tất cả mọi người đều tin rồi Thì chúng ta đâu còn cơ hội gì nữa đâu Và chúng ta cũng thấy được là Joe Kerner ngày hôm nay đó Đã cãi nhau với lại Nassim Taleb Và cái người ngồi bên tay trái các bạn Chính là Andrew Sorkin Cũng là một người làm chung với Joe Kerner trên đài CNBC Thì chúng ta cũng thấy được là họ cãi nhau Về giá trị của BTC Khi mới bắt đầu đó đã chúng ta nhìn thấy được là Taleb Đây là cái người mà rất là ghét Bitcoin trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn Ông ghét Bitcoin từ khi Bitcoin chỉ có vài ngàn đô mà thôi Và hôm nay đó ông lên đài CBC thì ông rất là vui các bạn Ông cười toa toát các bạn thấy là ông nói là thấy chưa Bitcoin đã giảm rồi như là tôi nói Nhưng mà Joe Kerner đã nhanh chóng nhắc lời các bạn Joe Kerner nói là hey ông lên chương trình này lúc Bitcoin mức là 30.000 đô và nói với tôi là Bitcoin không có giá trị một là ông short, hai là ông mua chứ nói miệng thì không có giá trị. Và sim Taleb thì trả lời là tôi nói nó không có giá trị chứ đâu có nói là giá không thể tăng đâu các bạn thấy được là sau đó đó khuôn mặt của ông đó thì <laughs> hơi rầu một chút <laughs> tại vì ông chỉ vui được có một phút buôn hồi các bạn <laughs> sau đó ông đã bị nhắc nhở là hay Bitcoin không bây giờ cho dù là mọi người cảm thấy nó giảm như thế nào nữa nó vẫn là mức 56.000 đô cao hơn nhiều so với lại giờ này năm ngoái các bạn chỉ đừng nói là cái tên bài năm và Taleb nói đây là một tài sản điên rồ và trên thế giới có nhiều người điên <laughs> tôi xem Bitcoin như một tài sản đầu cơ giống như bất động sản ở vùng đất đỏ Manhattan thì để thằng chia sẻ clip này với các bạn rồi sau đó mọi người ca lộn với nhau ở trên cái clip ngắn này nó dài khoảng 2 phút mà thôi. Để thằng chia sẻ rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Well, I want to yes. talk about Bitcoin. That's oh, where yeah. <laughs> Mấy Your assets melting. What, or against it's money printing or it's just a Speculative asset, it's like a Nasdaq. It's a stock. speculative asset that that seems to, uh, yeah, it's just like I mean, behave you know, like high-priced real estate in in, in Manhattan, right. Right, to track the stock market, right. That, that may be true, but yeah, you're, you're so, losing so, so, your ass so. for when you told me it was useless at thirty thousand. I'm saying it's useless doesn't <laughs> it mean you know. You hey, I'm I want you to down short it went down? instead of just talking. I want you to short it or buy. No, no. it. Do one the or the other. Is, that's exactly the kind of false economy that you're causing. I'm telling you, it's an asset that's crazy. Okay, of course we got enough crazy people to drive it up. Do you think What do to happen to it long term, though. I have no idea. First of all, it's well, I have no. I mean, I have no idea. It's a speculative asset. What I'm saying is, it's not useful in the economic system to have assets that go from ten dollars to sixty thousand dollars. Okay, when we're looking for price stability, like Netscape, and, and that goes from eight hundred no, to, to 180. $180. But that there's an underlying company that actually I produces know, they, something that still, makes a yeah. product. But this on is any not given that. on any given day whatever it's worth is totally ephemeral. You have That's no a idea. That's the problem. Let sure. me tell you the problem with Bitcoin, people. It, uh, they only the went a from $6 to, to yeah, $400. And, and it's revolutionizing Nvidia, the world. Well, who knows whether Bitcoin's Nvidia doing that or not? talking about There's cash people that think Bitcoin but is it's not. We're, But not. But people we're, that think it is. Who, who, how so? It's become a speculative but, asset. That's what it is. That's the but product. That's it is. That's but the product. it has, has a, being a speculative asset. functional use in terms of what constitutes like actual money. That's exactly, that's exactly what like getting wrong. It's proving that it's, it can be anything, but it's not no, a currency. No. And it's not a hedge, all right? So, <laughs> các bạn thấy được cũng khá là hỗn loạn thì ít ra đó là sim taleb cũng đã không còn gọi bitcoin là lừa đảo nữa các bạn không còn gọi là ponzi hay là tà giáo nữa ông cũng đã từng dùng những cái từ này các bạn có thể là google Nassim nicholas taleb nói về bitcoin các bạn thì trong vòng bao nhiêu năm qua đó Ông liên tục tấn công Bitcoin bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Ít ra ngày hôm nào cũng đã công nhận đây là một cái tài sản nó giống như là bất động sản ở vùng đất đắt đỏ Manhattan, một tài sản đầu cơ chứ không phải là một cái Ponzi hay gì nữa. <laughs> cha cũng đã công nhận rồi. Và cái câu hỏi là tương lai Bitcoin ra sao thì ít ra bây giờ ông cũng đã học bài học rồi. Trong những mấy năm qua ông đã sai các bạn. Thì bây giờ ông nói là tôi không biết <laughs> tóm lại <làm> như <gì> vậy. <laughs> Và các bạn thấy được là một trong những cái sự tranh cãi thường hay xảy ra đó là liên quan đến giá trị của Bitcoin Và nhiều người nói là chúng ta không nên so sánh Bitcoin với là một cái công ty Công ty đó thì họ có nhân viên, họ có sản phẩm Nhưng mà Joe Conner cũng đã nhắc lại là hey, cái đó đúng nhưng mà giá cổ phiếu của công ty đó trên thị trường nó mỗi ngày chỉ là một cái sự phù du mà thôi Chúng ta có thể nghĩ lại trong vòng mấy ngày qua đi chúng ta thấy được là cổ phiếu của Nvidia Có lúc đó tăng 20% có lúc giảm 20% các bạn chỉ trong vòng một ngày mà thôi thì các bạn thấy được là có phải là công ty Nvidia ngày này qua ngày nọ cái sản phẩm của họ tự nhiên bị tệ hơn đâu phải đó các bạn chỉ vì thị trường chứng khoán có cầu và cung và giá cả chỉ phản ảnh cái suy nghĩ của thị trường chứng khoán mà thôi nó không có phản ảnh thực tế của công ty như thế nào cho nên hai cái đó đó nó cũng không phải là hoàn toàn khớp với nhau đâu nếu chúng ta chỉ so sánh giá cả của những tài sản đó thì mỗi ngày giá cả tài sản đó ở trên thị trường chỉ đơn giản là phản ảnh cung và cầu của tài sản đó mà thôi như tôi thường đã chia sẻ nếu như mà cách đây vài năm tôi thường xem clip này thuần sẽ máu sẽ sụp sụp các bạn tại vì thường rất là tin Bitcoin khôi cho nên thường không thích những ai nói xấu về Bitcoin khôi nhưng bây giờ đó thường lại cảm thấy chỉ mắc cười thôi các bạn ít ra đó thì càng nhiều người như là telep càng nhiều người như là andrew sokin thì càng cho thấy là chúng ta vẫn còn cơ hội trong thị trường này tại vì không phải ai cũng tin các bạn mà nói thật ra có một số người họ sẽ mãi mãi không tin đâu à, các bạn có thể thấy được là có nhiều người bây giờ đó họ vẫn không tin là trái đất là hình tròn các bạn họ nghĩ trái đất là bằng phẳng và không có hình tròn tất cả những cái hình ảnh toàn là giả dối hết các bạn hay là các bạn thấy được là nhiều người bây giờ họ vẫn không tin sự kiện 91 các bạn khi mà khủng bố tấn công Hoa Kỳ thời điểm đó đó các bạn nhìn thấy được là gần đây ở X cũng đã có nhiều người họ cố tình chia sẻ những cái video mà họ đã cắt ghép các bạn có một video đó thường thấy là gần đây đã chia sẻ và đã bị dán nhãn là video giả khi mà họ chia sẻ video lúc mà cái tòa nhà bị tấn công đó rồi họ đã photoshop và bôi đi cái máy bay các bạn và nói là thấy chưa đâu có máy bay gì đâu tất cả đó đều là một âm mưu hết đương nhiên không phải đấy các bạn chúng ta có hàng hàng những video chia sẻ về cái sự kiện này từ khắp nơi từ rất nhiều người dân và ngay cả cái sự kiện khi mà hoa kỳ lên trên mặt trăng các bạn cho dù có biết bao nhiêu là dẫn chứng đi nữa thì vẫn có người không tin là hoa kỳ đã lên mặt trăng rồi <laughs> và thậm chí nhiều người cũng không tin là con người đã từng đặt chân lên mặt trăng các bạn họ nghĩ là tất cả đều là hình ảnh cắt ghép hết <laughs> Cho nên sẽ có nhiều người sẽ mãi mãi họ không tin vào Bitcoin đó các bạn Hay là họ thật sự tin, họ hiểu Nhưng mà họ không thể nói là họ hiểu được các bạn Tại vì công việc của họ đó là phải đi first Bitcoin <laughs> Có thể là như vậy Và Taleb có thể là như vậy các bạn Tại vì chúng ta thì được là một trong người khác đó Và thuận không tin là Petership thật sự là không có Bitcoin nào Tôi nghĩ nhiều khi Peter Shipp là một cá voi trong thị trường này các bạn Ông là một trong những người mà đã chỉ trích Bitcoin đã từ những ngày đầu tiên luôn Có thể là Taleb cái tay khoảng chừng 4 năm mới bắt đầu là lên tiếng nói Bitcoin là này nọ mà thôi các bạn Nhưng mà các bạn cũng thấy clip vừa rồi đó thì ông cũng đã coi như là dằn xuống một chút rồi Tại vì <laughs> các bạn thấy những gì ông nói 4 năm qua đã không phải là sự thật Thị trường này đang ngày lại càng vững mạnh hơn Và bây giờ chúng ta có nghị sĩ tổng thống Chúng ta có phú war hầu xuống thị trường này các bạn Thì làm sao có thể nói mạnh miệng Đây là một cái trò lừa đảo được. Không lẽ các bạn đang nói tới những nghị sĩ, những chính trị gia toàn bộ là họ đã đang sử dụng một cái trò lừa đảo hay là các bạn đang cáo buộc những công ty football là đang bán những thứ lừa đảo. đương nhiên ông không nên là mạnh miệng nói là Bitcoin là lừa đảo được các bạn. Tại vì <laughs> không khác gì nói những người đó là lừa đảo. Chúng ta cũng thấy được là Peter Schiff là một người đã từ lâu chỉ trích Bitcoin. Từ khi giá Bitcoin chỉ có 10 đô la thôi các bạn. Cuối cùng thì ông có thể thừa nhận là Bitcoin có giá trị Điều thú vị đó là ông chia sẻ cái post này. Chủ yếu đó là để phớt còn các bạn tại vì ông thấy là cái dòng tiền đổ vào bitcoin etf đó quá nhiều trong vòng 6 tháng qua và đương nhiên đó, ông là người bán vàng và có những cái quỹ vàng ông không thích khi mà tiền đổ vào quỹ bitcoin nhưng mà trong cái lúc mà ông phết thì ông cũng đã coi như khẳng định lý do tại sao các bạn nên có bitcoin này các bạn thì uh, Peter Schiff nói là sở hữu bitcoin trong các quỹ ETF đánh bại hoàn toàn mục đích của việc sở hữu nó ngay từ đầu nó không còn phi tập trung không phải là giao dịch ngang hàng dễ dàng bị thu giữ bởi những cơ quan chức năng không thể được sử dụng như một đồng tiền cho các khoản thanh toán hoặc chuyển qua biên giới không phải khóa cá nhân của bạn thì không phải là tiền của bạn thì các bạn có thể thấy được là, là các cái gì là ông nói là đừng có mua Bitcoin ETF, mua Bitcoin đi tại vì nó có những tính năng rất là tốt như thế này. Các <laughs> bạn thấy được là ông phớt Bitcoin ETF nhưng mà ông mà mặt khác đó thì lại thừa nhận giá trị của Bitcoin. Trên thế giới này đang chúng chia sẻ chỉ có ba loại người mà thôi. Một là người không hiểu Bitcoin, hai là người hiểu Bitcoin và ba là người hiểu nhưng mà giả vờ không hiểu <laughs> giống như là Peter Schiff các bạn và thường còn một cái video clip nữa cái này thì nó hơi dài một chút nó liên quan đến Michael Saylor các bạn Tại vì uh, chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái câu hỏi bây giờ Sau khi mà cô thống thống Donald Trump nói là muốn Hoa Kỳ dự trữ Bitcoin Thì cái đó có tốt hay là không Và một trong những người mà họ phỏng vấn đó chính là Michael Saylor Và để thương chia sẻ clip này rồi chúng ta sẽ nói tiếp Welcome back, stocks are higher right now as they come off their worst day in nearly two years Meanwhile, Bitcoin is staging a comeback as well, up more than 5% And crypto adjacent names like Coinbase and MicroStrategy are also attempting at comebacks are Joining us now to discuss is Michael Saylor, co founder uh, and chairman of MicroStrategy. Michael, it's, it's great to speak with you. Thanks for being back. Yeah, thanks for having me. So, we did see this mini crash in Bitcoin yesterday. It's treated as a risk on asset, considered a proxy for liquidity in the markets. At least one technician I've spoken to in the last 24 hours said we're really range bound here, up to 61,000. What's the next catalyst? What breaks it out? You know, I think the events of Bitcoin 2024 in Nashville a few weeks ago were just very uh, catalytic and marked an inflection point for Bitcoin. You had presidential candidates, you had governors, you had senators, you had house members, you had CEOs, you had billionaire investors in the audience. Senator Lummis presented a strategic Bitcoin reserve bill, and that's our Louisiana purchase moment. What happened there was we, uh, the Overton window shift. Now it, it's possible to discuss nation states holding Bitcoin on the balance sheet. Cái mà Michael sẽ nói tới đó thứ nhất đó chính là đây là khoảnh khắc Louisiana của chúng ta có nghĩa là lúc mà Hoa Kỳ mua lại tiểu bang Louisiana của Pháp thì các bạn họ mua lại với cái mức giá rất là rẻ và Louisiana bây giờ đã là một tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều người cho đó lúc đó Pháp không nên bán với cái giá rẻ như vậy thì đối với Michael Saylor khoảnh khắc mà Hoa Kỳ tích lũy Bitcoin cũng tương tự như là lúc mà Hoa Kỳ mua lại tiểu bang Louisiana lúc đó đó không phải là tiểu bang Louisiana các bạn đó là một cái mảnh đất mà thôi để mở rộng lãnh thổ của Hoa Kỳ lúc đó và thứ nhì nữa cái mà ông đang nói đến đó, chính là game theory các bạn bây giờ Hoa Kỳ đã lên tiếng nói là muốn tích lũy and if nation-states are going to buy it then it's reasonable for institutions corporations and individuals to buy it as well so that was tremendous mm. and former president trump got behind the idea too so it's a good idea you think a strategic reserve for bitcoin is a good idea well thomas jefferson purchased the louisiana territory for 15 million dollars and 1803 and nearly double the size of the United States. Uh, Seward paid seven million for Alaska. It's got a trillion dollars of oil underneath it. Uh, everybody's gonna be doing business in cyberspace. Bitcoin is scarce, desirable digital property. It's a great idea to trade a little bit of currency or paper for some place that billions of people are gonna want to be in hundred years. So yeah, I think it's a great idea. Interesting I mean I feel like there's always been this ethos around Bitcoin and cryptocurrencies in, in general that they're decentralized digital gold you've called it digital real estate in the past and it's sort of a hedge against inflation it's a hedge against government spending too much money for example so the idea that governments would be holding it seems like it goes against that câu rất nhiều người họ đầu Bitcoin tại họ hiểu được tiền như thế nào. họ hiểu được làm phát như thế nào, tiền mất giá ra sao, ngân hàng trung ương có vai trò như thế nào. Cho nên họ muốn lưu trữ Bitcoin, đó là cái lòng tin của rất nhiều người lưu trữ Bitcoin các bạn. Nhưng mà bây giờ đó, những quốc gia họ muốn lưu trữ Bitcoin thì phải đi ngược lại với những cái tiêu chỉ đó của cộng đồng Bitcoin hay là không. Thì chúng ta hãy nghe sự chia sẻ đến từ Michael Saylor. You know, um, it's desirable property And, uh, and if you're capitalizing a country based upon scarce desirable property, buying Manhattan, buying the United States, buying Alaska, anywhere you can do business, it, it's the basis of a great empire. So, no, I think it's a good idea for a nation, but it's, it's an equally good idea for a corporation, an individual, a family, or the so like. Big, okay, so Bitcoin and cryptocurrency is clearly on the ballot. What's at stake then in November? You know, um, and what you have is is two constituencies. You've got traditional finance, and traditional finance operates 19% of the time. It costs 40 million dollars to take a company public. You know, uh, there's no credit, there's no liquidity on the weekend. Bitcoin represents a different thing. It, re it represents the 21st century. So I think the millennials are looking at at uh, the world today, and they think electricity water elevators the internet they operate 100% of the time bitcoin operates 100% of the time why are we stuck with 20th century banks money markets and capital markets that shut us down at 4 p.m on friday don't open up until 9.30 on monday you know if we did that to your food your water or your air it would be considered cruel and unusual punishment you're buying more here uh, you've raised more debt to do that in recent months. Filed last week to sell more shares. Uh, how does this strategy continue to play out? MicroStrategy is a Bitcoin development company. We're an operating firm, and that means we have some advantages over a trust company. We've got permanent capital. We can generate cash flows. We've got operating flexibility. Um, our shareholders want more Bitcoin per share. Bitcoin means BTC Đây là cái điều quan trọng các bạn. Thì Michael Stanley nói là các cổ đông của chúng tôi không quan tâm đến sự biến động hàng ngày của Bitcoin. Họ chỉ quan tâm đến việc mỗi cổ phần đại diện cho bao nhiêu Bitcoin mà thôi. Và họ muốn con số đó tăng lên. we will find to buy as many Bitcoins Whenever we can uh, do a capital markets transaction that's accretive and generates more Bitcoin per share, we'll do it. We have, uh, we have uh, the ability to sell equity into the market at a premium to net asset value. We have the ability to issue convertible bonds. We have the, issue, uh, the ability to generate operating cash flow. We're just going to keep uh, generating more Bitcoin per share any way we possibly can by selling the volatility of the asset class and then sweeping it into the underlying asset. I founded as an enterprise software company, business intelligence, MicroStrategy. Uh, that business has enabled the build out of this Bitcoin book. Can the core business continue to generate enough cash flow to support the business for Bitcoin or support? Bitcoin and, and the business there, given the fact that revenue has been stagnating? The business is stable and it is a cash cow and we have a, a lot more room uh, to issue debt based upon that cash flow. Michael Saylor sử dụng là công ty Michael Strategy là một con bò sữa thì có nghĩa là con bò đó thì các bạn có thể là vắt sữa hàng ngày nó giống như là công ty MicroStrategy là một công ty mà có một cái thu nhập ổn định không phải là một công ty lớn có nhiều thu nhập các bạn nhưng mà thu nhập ổn định và nó tiếp tục cho phép MicroStrategy tiến hành kế hoạch thu buôn Bitcoin. But we've also got options like uh, convertible bonds and equity and the like and some other strategic alternatives that will allow us to continue to raise capital to buy Bitcoin đó là sự chia sẻ đến từ michael Saylor. các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới và đương nhiên đến bây giờ thì michael strategy không còn là công ty duy nhất tích lũy bitcoin nữa các bạn hầu như mọi người đã nhận ra là đây là một chiến lược rất là tốt chúng ta cũng có những công ty như là made a planet đây là công ty ở nhật bản các bạn và họ muốn trở thành michael Stragy của châu á và họ đã thông báo là sẽ phát hành thêm quyền mua cổ phiếu trị giá là 10 tỷ yên như là khoảng 69 triệu đô la. Cái số tiền thu được đó sẽ dùng để mà mua thêm BTC. Họ cũng sẽ tiếp tục cái chiến lược này các bạn, lưu trữ cái loại tài sản khang hiếm nhất trên thế giới. Và chúng ta cũng đừng quên là bắt đầu từ ngày mai đó thì cố vấn tài chính của Morgan Stanley sẽ bắt đầu khuyến nghị đầu tư vào quỹ Bitcoin ETF cho khách hàng của mình. Thông tin này đó là một thông tin rất là tốt luôn, chỉ là chúng ta đang trải qua một cái thời kỳ có nhiều sự lo lắng cho nên thông tin này đã được chia sẻ cách đây hai ngày nhưng mà hầu như cũng ít ai quan tâm đến thông tin này chia sẻ với các bạn đây là một thông tin rất là tốt cho đến bây giờ đó phần lớn những người mà họ thu mua bitcoin spot etf chủ yếu là họ tự tìm hiểu tự mua mà thôi đây là giai đoạn thứ nhì các bạn giai đoạn mà chúng ta sẽ có những cái tổ chức tư vấn đầu tư họ có thể là bắt đầu tư vấn cho khách hàng của họ để mua bitcoin spot etf dòng tiền giai đoạn 2 đó là sẽ từ từ bắt đầu các bạn và tính tới bây giờ đó các bạn nhìn thấy được là những quỹ Bitcoin Spot ETF đó, ngày càng lưu trữ nhiều Bitcoin đã qua mặt MicroStrategy rồi các bạn MicroStrategy lưu trữ số lượng rất lớn 226.500 BTC nhưng mà so sánh với lại chúng ta nhìn thấy được là BlackRock IBIT thì tới 342.978 và chúng ta cũng có thể thấy được là trong những cái ngày mà cực kỳ lo sợ chúng ta cũng không thấy quỹ BlackRock bán các bạn Đây là một trong những quỹ mà có thể nói là Diamond Hand nhất trong thị trường ETF Cho dù là như thế nào nữa đó họ cũng không bán Và dòng tiền ngày hôm qua là dòng tiền không đô la các bạn Ngày hôm nay đó thì như thế nào chúng ta vẫn chưa biết Nhưng mà những cái quỹ còn lại đây thì cũng có khoảng chừng là 4 quỹ bán Hiện bây giờ các bạn chúng ta đang âm 148 triệu Nói chung đó là chúng ta nhìn thấy được là trong vòng 3 ngày qua chúng ta có dòng tiền âm Chúng ta nói tới là thứ 6, thứ hai và ngày hôm nay tại Hoa Kỳ là chúng ta có dòng tiền âm Nhưng mà cũng không phải là kinh khủng lắm các bạn có thể nói được là ngày hôm qua đó, nhiều người đã chuẩn bị tâm lý sẽ có dòng tiền âm có thể lên tới là nửa tỷ đô la các bạn, nhưng mà cuối cùng chúng ta chỉ âm 168 triệu thôi. 168 triệu không phải là nhiều rồi các bạn, những cái ngày bình thường mà không có cái đợt đâm mạnh thì chúng ta cũng có thể chứng kiến à, những ngày mà có dòng tiền âm nhiều như vậy. Cho nên nó cũng không phải là một con số gì gọi là quá bất ngờ. Hôm nay đó thì đang âm 148 triệu nhưng mà cũng tùy theo BlackRock hôm nay sẽ có dòng tiền như thế nào các bạn. Nhưng mà nhìn vào những con số này đó thì nếu nói là phố Wall hoảng loạn và bán bịt con ETF thì vẫn chưa được các bạn. Những con số này đó không phải là một con số mà khiến chúng ta quá bất ngờ. Và chúng ta cũng thấy được là một điều khác đó là chúng ta lại có dòng tiền dương ở bên Ether Spot ETF và ngày hôm qua vẫn là dòng tiền dương các bạn một ngày mà chúng ta chứng kiến Ether rất là tệ mà vẫn có dòng tiền dương là 48 triệu không nhiều nhưng mà vẫn là dòng tiền dương và điều quan trọng hơn đó các bạn nhìn thấy được là chỉ có một quỹ duy nhất bán ether mà thôi đó chính là quỹ grayscale các bạn và bây giờ đó cái tốc độ bán đã giảm về chỉ còn có 39 triệu thôi nói chung đó thì tốc độ bán đã giảm rất là nhanh nhanh hơn là thuận tưởng rất là nhiều các bạn thường tưởng nó phải tốn một hai tháng thì cái dòng tiền nó mới bắt đầu trở về là âm khoảng chừng là vài chục triệu mà thôi mà mới đây thôi các bạn chỉ trong vòng hai tuần đã trở về là âm 39 triệu mà mới bắt đầu đó là âm tới 400 triệu rồi 300 triệu rồi 200 triệu 100 triệu bây giờ đã dưới 100 triệu liên tục nhiều ngày rồi các bạn và chúng ta thấy được là ngày hôm qua vẫn là dòng tiền dương hôm nay là sao đó thì chúng ta chưa có biết tại vì vẫn chờ BlackRock nhưng mà hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là dòng tiền âm nó chỉ có 11 triệu mà thôi cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cả hai đó nếu nói là phố Wall hoảng loạn và bán ETF liên quan đến crypto không phải các bạn mà thậm chí đó chúng ta thấy được là lại có dòng tiền dương cho Ether nếu như mà mọi người lo lắng về Bitcoin đó thì tại sao lại có dòng tiền dương cho Ethereum các bạn thông cảm thấy được là khả năng đó dòng tiền nó hơi yếu bây giờ tại vì có một dòng tiền nó chuyển qua bên Ether Spot ETF có thể là một số người họ nhận thấy được là họ cần phải đa dạng hóa trong thị trường này hay là có thể họ nhận thấy là Ether đã giảm nhiều cơ hội tốt hơn cho nên chúng ta mới thấy là dòng tiền đẩy qua bên Ethereum chúng ta phải chờ BlackRock công bố mới biết được hôm nay như là sao các bạn nhưng mà cũng vẫn có khả năng là sẽ có dòng tiền dương cho Ether Spot ETF chúng ta cũng có thông tin là Nasdaq và BlackRock đã nộp đơn lên SEC để có hợp đồng option như quỹ ether ETF và chúng ta phải chờ cho đến là 9 tháng 4 năm sau mới có kết quả các bạn. Và đương nhiên SCC SEC không phải là cơ quan duy nhất khi mà nói tới hợp đồng option, chúng ta phải chờ được duyệt bởi ban quản lý hợp đồng tương lai là CFTC cùng với lại ban quản lý ngân hàng là OCC. Nhưng mà nói chung là các bạn thấy được là khi mà có một sản phẩm mà chúng ta có những sản phẩm bên trên sản phẩm đó đó thì sản phẩm đó càng vững chắc ở trong thị trường chứng khoán khi mà chúng ta có nhiều sản phẩm đó, nó nằm bên trên những quỹ bitcoin và ether etf thì nếu như mà có ai đó muốn làm cái gì ảnh hưởng đến sản phẩm đó thì phải nghĩ đến tất cả những cái sản phẩm khác bị liên quan các bạn cho nên càng nhiều sản phẩm bên trên một sản phẩm thì sản phẩm bên dưới đó, nó càng vững chắc hơn trong thị trường chứng khoán và chúng ta cũng thấy được là một cái điều thú vị là el trump đây là một trong những người con trai của cụ tổng thống donald trump nói là ông đã rất yêu thích crypto và DeFi và sẽ có một cái thông báo gì đó liên quan đến crypto và DeFi trong thời gian tới đây không rõ các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là không phải riêng Eric Trump mà chúng ta thấy được là Donald Trump Jr. Đây cũng là một người con trai khác của cựu tổng thống Donald Trump cũng nên nói là sẽ có một cái gì đó lớn sẽ được công bố và cả hai người này đều nói như vậy có khả năng đó là một cái thông tin gì lớn sẽ được chia sẻ đến từ đội tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump và nói tới tranh cử đó thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã biết là cái người được chọn để làm ứng viên phó tổng thống cùng với lại Kamala Harris đó chính là thống đốc bang Minnesota là Tim Walz thực ra đó cũng không biết người này các bạn và nếu chúng ta lên trên mạng xã hội ra và nhất là lên trên uh, Stable Crypto chúng ta có thể nhìn thấy được là Tim Watts là một trong những người mà chưa có quan điểm gì về crypto hết cho nên chúng ta cũng không rõ là quan điểm ông là như thế nào và ngày hôm nay đây chúng ta có thông tin là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren muốn cấm những trang web như là Polymarket những trang web cá cược đó cho phép cá cược liên quan đến bầu cử chính trị nhất là liên quan tới bầu cử tổng thống năm nay thì tại sao chúng ta vẫn chưa có rõ chúng ta chỉ biết là có một sự khác biệt khi mà chúng ta nhìn vào những cái cuộc thăm dò đến từ những cái công ty lớn đó chúng ta thì là sơ về USA hay là CBS vân vân thì các bạn có thể nhìn thấy được là hầu hết không phải là tất cả nhưng mà hầu hết những cuộc thăm dò đều nghiêng về là phần thắng cao hơn cho Elizabeth Warren các bạn phần thắng của cựu tổng thống Donald Trump đang thấp hơn trong những cuộc thăm dò này, nhưng mà ngược lại đó khi mà chúng ta nhìn những trang web cá cược như là Party Market thì lại cho thấy là nhiều người đã tin phần thắng của cụ thông thông Donald Trump cao hơn cho nên chúng ta mới thấy được là ở mức 52% trong khi mà Kamala Harris chỉ có 46% mà thôi, hoàn toàn trái ngược với lại những cái thống kê trên những cái đài truyền hình lớn. Có phải đây là một yếu tố dẫn đến thượng nghị sĩ Warren muốn cấm trang web như là Porn Market không thì không biết các bạn. Nhưng mà đây cũng là một cái động thái khá là bất thường. Thường đó thì chúng ta được là những đợt bầu cử tổng thống nào cũng có những trang cá cược và cũng không có gì gọi là phạm pháp. Không biết tại sao đợt này bà lại muốn cấm và với lý do gì. Và chúng ta cũng thấy được là phần trăm bị cho có lời ngày hôm nay đó thì ở mức là 56.000 đô chúng ta đang ở mức là 73.31% có lời dựa theo Classno và đây là những cái thông tin lớn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này chúng ta bây giờ hãy đến cái mục kế tiếp và chúng ta hãy bắt đầu quay thưởng cho những bạn đã tham gia vào chương trình kỷ niệm 7 năm của kênh ở trên channel thuần capital short đây là cái channel mà có những cái video ngắn các bạn chứ không phải là long short đâu <laughs> cái thể lệ để tham gia đó thì cũng tương tự như là trên youtube cho nên cũng sẽ không có lặp lại nhưng mà chúng ta chỉ có một giải duy nhất mà thôi đó chính là áo và mũ tổng cộng sẽ có 10 bạn may mắn chúng giải ngày hôm nay trước khi mà thuận tiếp tục đó thì thuận có vài lời muốn chia sẻ với các bạn những bạn nào đó mà vẫn chưa có trúng thưởng chúng ta cũng đã quay thưởng cho chương trình ở trên youtube ở trên twitter và trên facebook hôm nay chúng ta sẽ quay thưởng cho chương trình youtube short và chúng ta còn một đợt quay thưởng nữa cho những bạn mà đã tham gia vào để mà mua ví chữ lạnh từ kênh và thuận biết là có rất nhiều bạn yêu mến kênh và muốn ủng hộ và thuận rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong vòng mấy năm qua và kênh thuận capital đó sẽ cố gắng để mà nhập thêm áo để mà bán cho những bạn mà có nhu cầu mua thùng biết là năm ngoái đó thùng cũng đã hứa như vậy nhưng mà thật ra các bạn cũng biết là kênh thuần capital không phải là một kênh chuyên về bán hàng cho nên cái việc vận chuyển và cái việc hỗ trợ khách hàng đó thì cũng cần phải có thêm kinh nghiệm cho nên năm nay thùng sẽ cố gắng nhập thêm áo vào và sau đó, đó sẽ có một cái đợt bán áo cho những bạn nào mà muốn ủng hộ kênh cho nên các bạn đừng lo nếu như các bạn không nằm trong danh sách chúng thượng các bạn vẫn có thể mua được áo từ thuần capital các bạn có biết là kênh thuần capital là một kênh mà không có kêu gọi quyên góp nhưng nhưng mà trong vòng một năm qua đã cũng có rất là nhiều bạn và trước đó cũng có nữa các bạn. Rất là nhiều bạn đã ủng hộ kênh bằng cách là donate, quyên góp cho kênh. Và tôi cũng cảm thấy rất là vui tại vì có nhiều bạn đã nhận được giá trị từ kênh cũng như những bạn nào mà comment thường xuyên nữa, thì thường cũng rất cảm ơn các bạn đã liên tục ủng hộ kênh và những bạn mà đã donate quyên góp cho kênh thì thường rất là quý tại vì đó là một cái hành động tự nguyện và các bạn thật sự yêu quý kênh cho dù các bạn donate bao nhiêu cũng được hết các bạn donate một đô cũng được đó cũng là một cái mà thường rất là quý tại vì không có ai dư một đô la hết các bạn ai cũng biết xài tiền nhưng mà các bạn đã lựa chọn quyên góp cho kênh thì nghĩa là các bạn thật sự quý mến và nhận được giá trị cho nên thường rất là quý cái hành động đó vì lý do đó, đó thì những bạn đã donate cho kênh trong thời gian là một năm qua thì cũng sẽ nhận được một cái áo từ kênh các bạn sẽ được đưa vào cái danh sách trúng thưởng cho một cái áo và các bạn có thể liên hệ kênh để mà nhận giải danh sách đó sẽ được công bố khi mà chúng ta hoàn tất đợt quay ngày hôm nay và đợt quay ngày mai cho những bạn đã tham gia vào mua ví chữ lạnh từ kênh đương nhiên đó thuận chỉ tính những cái bạn đã đồ này trong khoảng thời gian là một năm qua mà thôi những cái đồ này nguyên góp bắt đầu từ ngày hôm nay đó sẽ không tính nhưng mà các bạn cũng có thể chờ đợi khi mà kênh thông báo bán áo thì các bạn cũng có thể ủng hộ kênh bằng cách đó và đây là một số điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta quay thưởng cho ngày hôm nay và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu quay thưởng cho những bạn đã tham gia vào kênh YouTube Short và cũng như chúng ta đã quay ở trên chương trình của YouTube chính thức đó, các bạn thấy được là các bạn sẽ có một số thứ tự và các bạn sẽ biết tên và các bạn cũng sẽ có một cái channel ID. Thì như đã thường đã chia sẻ trước đây đó, các bạn muốn biết là mình có phải là người trúng thưởng hay là không thì các bạn có thể kiểm tra cái channel ID tại vì nhiều khi đã tên trùng tên. Thì cách mà các bạn có thể kiểm tra channel ID đó thì cũng rất đơn giản, các bạn lên trên youtube.com và sau đó các bạn bấm vào cái hình đại diện của mình ở bên góc bên tay phải đó và sau đó các bạn sẽ bấm vào View Your Channel Khi mà đến channel của các bạn đó thì các bạn sẽ được là cái phần mô tả ở bên trên này Các bạn sẽ bấm vào cái chữ More Rồi các bạn sẽ xuống bên dưới Các bạn bấm vào Share Channel Rồi bấm vào Copy Channel ID Rồi các bạn có thể dán bất cứ nơi nào Sau đó các bạn sẽ biết được là đây là cái Channel ID của mình Giống như là cái channel ID của Thuận đó là bắt đầu từ UCX và kết thúc đó là Dash MA Thì khi mà các bạn thấy tên của mình chúng thưởng đó để có thể xác nhận Thì các bạn có thể làm cách đó để biết cái channel ID của mình Nếu không đó các bạn có thể liên hệ kênh Và cái thông tin liên hệ đó Thuận cũng sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội cũng như là trên YouTube sau khi mà kết quả này được công bố và các bạn có thể là scan cái QR code hay là các bạn có thể là liên hệ kênh thông qua Facebook fanpage để được hỗ trợ. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thì ở danh sách này đó chúng ta sẽ có tổng cộng là 294 bạn và chúng ta sẽ copy và chúng ta sẽ dán vào ở trên cái trang web Names. Thì danh sách đã copy vào rồi các bạn. Sau sau đó, đó thường sẽ bấm shuffle để cho những danh sách này nó sẽ không theo số thứ tự các bạn mà sau một cách ngẫu nhiên để cho kịch tính hơn và các bạn thấy được những con số nó đã được đảo lộn rồi bây giờ đó chúng ta hãy quay xem coi là 110 bạn may mắn trúng thưởng ngày hôm nay sẽ là bạn nào và chúng ta chỉ có một giải duy nhất mà thôi cho kênh thuần capital short đó chính là một cái áo và một cái mũ và sẽ có 10 bạn may mắn trúng thưởng thì thuần sẽ bấm vào để xem coi là bạn đầu tiên trúng thưởng sẽ là bạn nào các bạn và bạn đầu tiên trúng thưởng sẽ là bạn có cái số thứ tự là Số 10 các bạn Số 10 Và số 10 chính là bạn có cái tên ở trên YouTube đó là Ad Thu Hằng 9026 Và cái channel ID đó là UCK Và kết thúc là UWQ Chúc mừng bạn, bạn là người trúng thưởng đầu tiên ngày hôm nay Và chúng ta hãy quay để xem bạn kế tiếp trúng thưởng là bạn nào Bạn kế tiếp chúng thưởng là bạn có số thứ tự là số 75. Chúc mừng bạn. Và 75 đó chính là bạn có cái tên trên YouTube là Zian H. Nếu như thường đọc không đúng thì bạn bỏ qua. Nhưng mà bạn là người có YouTube ID là UCB. YVQ một lần nữa nếu các bạn thấy giống như là tên mình trúng thưởng các bạn có thể xác nhận bằng cách là sử dụng YouTube để mà xác nhận hay là các bạn liên hệ kênh để có thể xác nhận bạn có phải là người trúng thưởng hay không Và chúng ta bây giờ hãy quay để xem bạn kế tiếp trúng thưởng là bạn số mấy Và bạn kế tiếp sẽ trúng thưởng sẽ là bạn có cái số thứ tự là 111 Đó chính là Lani, chúc mừng Lani và bạn là người có YouTube ID UCF và kết thúc là ZWA. Chúng ta bây giờ hãy quay cho bạn kế tiếp. Và bạn kế tiếp sẽ là bạn có cái số thứ tự số 201 Đó chính là Nam Nguyễn, chúc mừng bạn. Và 201 là bạn có số channel ID UCR và kết thúc là V1G. Chúng ta bây giờ hãy quay cho bạn thứ năm chúng thử ngày hôm nay. Và bạn thứ năm chúng thử ngày hôm nay sẽ là bạn có cái số thứ tự là 114 Sky Day Next Chúc mừng bạn Và bạn là người có cái YouTube ID Bắt đầu từ UCG và kết thúc là GDA Chúng ta bây giờ hãy quay cho năm bạn còn lại Trong cái đợt quay ngày hôm nay Thì bạn kế tiếp sẽ là bạn có cái số thứ tự Số 133 bằng hoàng kim Chúc mừng bạn và bạn là người có YouTube ID bắt đầu từ UCC và kết thúc là 94A. Một lần nữa các bạn không cần phải sao chép lại cái danh sách này, nó sẽ được công bố trên những mạng xã hội cũng như là trên YouTube. Chúng ta bây giờ hãy quay cho bạn kế tiếp. Và bạn kế tiếp sẽ trúng thử ngày hôm nay đó chính là bạn có số thứ tự 294 Vương Lâm. Chúc mừng bạn. Và Vương Lâm là bạn có YouTube ID là UC3 và kết thúc là KZQ. Và chúng ta bây giờ hãy quay cho bạn kế tiếp. Và bạn kế tiếp sẽ trúng thử ngày hôm nay sẽ là bạn có số thứ tự. Số 129 Thế Bình Trường. Chúc mừng bạn. và bạn là người có YouTube ID UCI và kết thúc là MIQ. Chúng ta bây giờ hãy quay cho hai bạn còn lại và bạn kế tiếp sẽ là bạn có số thứ tự. Số 144 Chào bạn là người có username là Ad Sang Nguyễn 8267 Và Youtube ID là UC3 Kết thúc là D-W Và chúng ta còn một bạn sẽ may mắn trong thử ngày hôm này nữa Đó sẽ là bạn nào các bạn? Đó sẽ là bạn có số thứ tự Số 212 Và 212 sẽ là bạn có cái username đó chính là Ad Chi Bình TV 496 và cái YouTube ID là UCC và kết thúc là BSQ. Và đây là danh sách những bạn đã trúng thưởng trên kênh YouTube Short ngày hôm nay. Chúng ta còn một đợt quay thưởng nữa đó chính là cho những bạn đã tham gia vào mua ví chữa lạnh từ kênh Thuận Capital và Thuận sẽ quay cho những bạn đó vào ngày mai. Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã cùng tham gia chương trình này. Những bạn nào mà vẫn chưa có trúng thưởng thì đừng lo chúng ta còn một đợt ngày mai nữa nếu các bạn đã tham gia vào mua ví chứa lạnh của kênh trong vòng một năm qua. Hay là bạn có thể mua áo trực tiếp từ Thuận Capital khi nào mà có áo đó Thuận sẽ báo cho các bạn trên những mạng xã hội. Rất cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Thuận Capital bao nhiêu năm qua. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn